Bạn Thanh Hằng hỏi rằng: Con kính bạch Thầy, em họ của con không may bị tai nạn mới mất. Hôm đưa tang, mợ muốn tiễn em lần cuối ra mộ, nhưng ông bà không đồng ý cho mợ đi. Bà con nói, từ xưa tới giờ không ai đời cha mẹ lại đi đưa tang con. Vậy nên cuối cùng mợ con phải ở nhà, rồi mợ cứ khóc suốt. Con nhìn thấy rất là tội. Con không hiểu tại sao phải như thế. Bố con bảo là vì con chết trước cha mẹ là bất hiếu, là trốn nợ đời, thế nên bố mẹ không đưa tang hay để tang con. Con kính thưa Thầy, điều này có đúng không ạ? Nếu bố mẹ vẫn đi đưa tang và để tang con thì có bị làm sao không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Đó, thì bạn Thanh Hằng, bạn gửi câu hỏi mà Thầy vừa đọc đại chúng cùng nghe. Câu hỏi về là em của em, tức là con nhà cậu mợ của bạn này mất, trong khi mà cậu mợ, tức là bố mẹ của bạn ấy vẫn còn, của em ấy vẫn còn. Thế thì mợ là muốn đi được đưa tang con, đưa ra ngoài chỗ mà để chôn cất đó. Thế thì bà thì không cho. Đấy, bà không cho đi, bà nói là không ai mà lại cha mẹ lại đưa tang con. Thế rồi bố của bạn Thanh Hằng cũng nói là con mà chết trước bố mẹ là bất hiếu, là trốn nợ đời, cho nên là bố mẹ không có đưa tang. Thì bạn ấy thắc mắc không hiểu cái điều này đối với Phật Pháp mình thì thế nào, đúng hay là sai? Và nếu mà cứ đi đưa tang con như thế thì có vấn đề gì xảy ra không? Đó, thì ở đây thì Thầy xin được trả lời bạn Thanh Hằng cũng như toàn thể đại chúng để chúng ta cùng nghe về cái vấn đề này. Thứ nhất thì chúng ta phải cùng nhau nhận định thế này. Cái việc sinh tử là cái lẽ tự nhiên, có sinh ắt phải có tử, không ai tránh khỏi. Tất cả chúng ta đều phải chết hết, không sớm thì muộn. 7-8 tỷ người trên trái đất hiện nay rồi cũng sẽ phải chết hết, có ai còn lại được đâu. Cho nên chúng ta biết đã có sinh thì phải có tử. Thế thì cái việc mà khi chết rồi á, khi sinh ra thì người ta có những cái nghi thức, phải không? Và khi chết ấy, người ta cũng đặt ra những cái nghi thức đối với cái người chết. Thì cái việc tổ chức tang lễ, cái hình thức tang lễ, nó cũng là do con người chúng ta đặt ra thôi. Thì đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, thì cái việc để tang này, chịu tang là một cái hình thức để thông báo cho mọi người biết rằng gia đình nhà chúng ta có người qua đời, cũng như là thông báo để cho mọi người biết là người thân của người mất là những ai. Và chúng ta để tang, chúng ta đội cái khăn tang, chúng ta mặc cái áo tang thì có phân biệt thứ tự tôn ti như thế nào. Con để tang cha mẹ thế nào, cháu để tang ông bà thế nào, chắt để tang cụ thế nào, chút để tang kỵ thế nào, màu khăn tang thế nào, thắt cái gì, con dâu thế nào, con gái ra sao, con rể thế nào, con trai thế nào, chống gậy hay không, có rất nhiều thứ, đúng không? Đó. Thế thì đối với những gia đình ấy, chúng ta thấy mà chết như là ông bà cha mẹ chết trước mà là những người mà có công sinh thành dưỡng dục, thì để tang á, là cái thời gian để mà mọi người tưởng niệm đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ của ông bà, và thể hiện cái sự đau thương tiếc nuối cho sự ra đi của họ. Thế ngoài ra còn cái việc để tang còn có ý nghĩa mong muốn là người đã khuất thấy được cái tấm lòng của những người còn sống mà phù hộ cho người còn sống. Đấy, trong tâm lý mọi người là muốn thế. Ai chết rồi là lập tức mình nghĩ họ trở thành cái đối tượng rất linh thiêng, có thể phù hộ được cho thân nhân con cháu. Cứ chết một cái là lập tức nghĩ thành linh thiêng như thế. Đó. Thế và dân ta thì vẫn có cái câu là nghĩa tử là nghĩa tận, thưa đại chúng. Nghĩa tử là nghĩa tận, có nghĩa là cái nghĩa, cái tình đối với cái việc cái người chết ấy là cái nghĩa cuối cùng rồi. Và nghĩa tử là nghĩa tận. Cái nghĩa đối với cái việc chết với người đã chết ấy là cái nghĩa tình cuối cùng, không thể còn làm hơn được nữa đâu, vì sau ngày này là hết gặp người ta rồi, cho nên gọi là nghĩa tận là thế. Và chính vì thế cho nên dân ta rất trọng cái nghĩa tận này. Thường là dù có làm sao đi đâu thì cũng cố gắng đến với nhau để nhìn nhau lần cuối và để tiễn biệt nhau lần cuối.
chia buồn, an ủi với gia đình của người mất. Đấy, dân mình thì có cái đặc biệt là thế. Đó, nghĩa tử, nghĩa tận, giận nhau gì thì giận thôi, đến cái ngày chết cũng xí xóa, thì xả cho nhau hết đấy. Đó. Thế cho nên nói tang phục, cái nghi thức tang lễ nó cũng là cái để thể hiện cái nghĩa tình này. Và trong cái nghi thức tang lễ, tang phục thì nó đều có phân biệt là người thân, người sơ, và ruột thịt khác, và hàng xóm láng giềng khác, và có cả thứ bậc. Đấy, con giai đội khăn gì, con rể đội khăn gì, con dâu đội khăn mặc áo gì, con gái thế nào, hàng cháu thì đội thế nào, hàng chắt thì đội khăn màu gì, hàng chút thì đội khăn màu gì, có quy định. Đó. Thế và không những người thân thích để tang, mà kể cả những người ngoài có tình cảm đến phúng viếng thì cũng có thể đeo khăn tang, hoặc là lấy cái miếng vải tang này gắn lên trên cánh tay. Bây giờ người ta đổi mới, người ta không đeo khăn tang mà người ta lấy cái băng tang nhỏ nhỏ gắn lên trên cánh tay, à, đó, hoặc là gắn lên trên ngực, đeo ngực đó. Thì chúng ta biết ấy, cái việc cái sự chết ấy, chẳng có ai biết trước được cả, chẳng kể là trẻ hay là già, à, già gì cũng chết, trẻ cũng chết, à, đồng xanh ấy, rất là lắm mồ của kẻ đầu còn xanh ở ngoài đồng, đâu có phải là đợi đến già mới chết đâu, người trẻ cũng chết như thường. Cho nên mới nói là sinh thì hữu hạn, tử bất kỳ, không ai hẹn được cái ngày ra đi, thần chết không có báo trước cho chúng ta, nghe không? Thế, những cái gia đình mà có ông bà cha mẹ mất trước con cái thì đó là cái lẽ rất là thường, và người ta gọi như thế là thuận theo cái tự nhiên. Đại chúng chắc cũng đã từng nghe cái câu chuyện ở cái làng này có cái ông thầy đồ rất là giỏi chữ, và cả làng thường hay đến xin chữ của ông, Tết nào cũng đến xin thầy để cho chữ. Thế có anh này thì anh đến Tết năm ấy cũng đến xin ông thầy cho cái chữ, và ông cho con cái chữ nào để cho nhà con là được nhiều phúc nhất ấy. Thế thì ông bảo được rồi, anh về đi rồi để tôi viết xong rồi ngày mai anh đến lấy. Thế mai anh này đến hí hửng đến nhà ông mang lễ đến. Thế là ông mang ra cho cái tờ giấy, ông ghi chữ là gì, cha chết trước con, vợ chết trước chồng, mà đấy. Thế là anh này anh có tá hỏa lên, mẫu rồi thầy ơi, sao thầy cho con đấy, Tết nhất mà thầy cho con chữ này, thầy sao thầy lại độc địa thế, nghe không? Thế anh bảo sao anh lại bảo là tôi độc địa, thế anh không thích cái này à? Thế tôi cho nhà anh là con chết trước cha, vợ chết trước chồng nhá, mà chết như thế này gọi là chết, gọi là không thuận đâu. Chứ còn tôi cho anh là cha chết trước con, vợ trước chồng, chết thế gọi là chết thuận, và như thế gọi là nhà có phúc đấy, đại phúc mới được thế. Thế là anh này nghe ông thầy nói thế là anh phấn khởi lắm. Thế à thầy, thế giờ con biết đấy, hóa ra là thầy chúc cho nhà con là mọi cái được xuôi thuận hết. À, chết thì đúng thần tự là cha chết trước rồi đến con, rồi vợ chết trước rồi chồng. Thế thì gọi như vậy gọi là đại phúc. Đấy thì từ cái câu chuyện vui này thì thế là dân ta thì cũng có quan niệm là tất nhiên theo lẽ thường á, cha thì sinh ra thì già hơn con, phải chết trước con, mà cha mẹ phải chết trước con cái thì cái lẽ tự nhiên thường là thế. Thế nhưng mà thực ra thì cái sinh tử nó chả có cái quy luật như thế đâu, thưa đại chúng. Nhất là đối với con người chúng ta thì nó sinh tử nó rất là bất kỳ, rất bất kỳ. Đó, cho nên là nó không đúng như vậy. Cho nên rất nhiều trường hợp là con cháu lại chết trước ông bà cha mẹ. Và người ta bảo như thế là chết như thế là nghịch với cái lẽ tự nhiên. Cho nên họ khi mà con mà chết trước cha mẹ thì mấy cái người mà khóc, nhất là mấy người khóc thuê thì họ khóc thế nào? Lá vàng còn ở trên cây mà, lá xanh rụng xuống trời hay trăng trời. Đó, lá vàng vẫn còn ở trên cây mà lá xanh đã rụng mất rồi. Đó, thì người ta nghĩ cái đấy là nó không thuận. Thế còn á, theo Thọ Mai Gia Lễ, tức là cái sách dạy về tang lễ, về chôn cất của Việt Nam mình dùng từ xưa đấy, thì theo Thọ Mai Gia Lễ thì người ta nói là cha mẹ có thể để tang con cái, ông bà cụ kỵ có thể để tang cháu chắt của mình. Người ta không cản cái chuyện đấy.
Với Phạm Mai ra lễ thì người ta quan niệm cái việc để tang chỉ là cái việc để báo cho mọi người biết là nhà tôi có tang. Và tang đây là tang ai, người ấy là ai, là thứ bậc gì trong họ, trong trong tộc thôi. Đó. Thế cho nên theo Thọ Mai gia lễ thì ông bà cha mẹ đều có thể để tang đối với con cháu chắc, nếu mà chúng nó chết mình có thể để tang. Đó. Tuy nhiên ở sách Thọ Mai gia lễ thì quy định như vậy, nhưng mà một số nơi, một số địa phương, nhất là miền Bắc chúng ta thì có quan niệm là phụ bất bái tử, tức là cha thì không lạy con. Đó. Thế cho nên từ đó mà sinh ra cái việc là mới nói là người con mà chết trước thì cho là nghịch cảnh, là bất hiếu. Cho nên mới kiêng cha mẹ không để tang con, rồi không đi đưa tang con, cho như rằng như thế là nó trái với cái lẽ thường. Đáng nhẽ con cái sinh ra phải phụng dưỡng cha mẹ rồi tiễn đưa cha mẹ, mà bây giờ con cái lại chết trước. Cho nên là họ mới nói là gì, người đầu bạc không đi tiễn kẻ đầu xanh. Cái người đầu đã bạc là không tiễn kẻ đầu xanh, sinh ra cái câu vậy. Người con chưa kịp báo hiếu cha mẹ đã trốn cái nợ cha mẹ để bỏ đi rồi. Thế và còn quan niệm, cái quan niệm này họ còn đẩy nặng hơn đấy, đó là gì, những người con mà chết trước cha mẹ đấy thì khi khâm niệm ấy, thì là thầy cúng phải đeo cái khăn tang cho cái người đã mất đấy, đấy phải quàng đeo theo cái khăn tang và coi như là để tang cha mẹ trước. Mình chết rồi nhưng vẫn phải để tang. Thế còn nếu mà người đó là người phụ nữ, người vợ mà chết, hay là người con dâu mà chết mà tứ thân phụ mẫu hai họ vẫn còn, thì người con dâu đó phải đeo hai cái khăn tang. Tức là đeo khăn tang bên đằng nhà chồng, đeo khăn tang cho bên đằng bố mẹ đẻ mình nữa. Đấy, thưa đại chúng, đấy. Có những nơi người ta quan niệm rất là khắt khe như vậy đó. Rất khắt khe như vậy đó. Thế thì bây giờ liên hệ với Phật giáo chúng ta thấy thế nào? Thì thưa đại chúng, chúng ta đều biết sinh tử là lẽ tự nhiên, không ai tránh khỏi, phải không? Không ai biết trước ngày giờ ra đi của mình, trừ các bậc thánh nhân và những cái bậc mà túc duyên rất là sâu dày mới có thể biết trước được ngày giờ mình ra đi. Còn tất cả chúng ta là không ai biết trước được sinh tử lúc nào. Thế thì cái việc tổ chức tang lễ đều là do con người chúng ta đặt ra thôi. Nó tùy thuộc vào cái tập tục, truyền thống, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của mỗi dân tộc, mỗi địa phương, vào kể cả mỗi thời đại nó có khác nhau. Có khi cái thời đại này của dân tộc này thì người ta để tang như thế này, sang cái thời đại sau lại khác đi rồi, cải biến đi rồi. Đấy, thưa đại chúng, cái tang lễ các dân tộc nó cũng thay đổi nhiều lắm, chứ không phải là cố định đâu thưa đại chúng. Do nhận thức của từng cái giai đoạn lịch sử xã hội khác nhau, rồi lại do cái tín ngưỡng, rồi cái tôn giáo người ta có những cái quy định. Khi tôn giáo người ta thay đổi những quy định thì cái nghi thức tang lễ cũng thay đổi. Những người nào mà có tôn giáo, có tín ngưỡng, thưa đại chúng, đó, thì chúng ta hiểu được cái nghi thức tang lễ do con người đặt ra, phải không? Và bản chất của nó đó, thì cũng đều chỉ là bày tỏ cái tình cảm đối với người đã mất, sự yêu mến, tiếc thương, kính tiếc, kính trọng người đã mất. Rồi cũng là để thông báo với mọi người về cái sự ra đi này. Thế rồi cũng lại là cái để ứng xử với những người còn sống đối với nhau. Trong cái việc nhà mình có người mất thì những người hàng xóm đối xử với mình thế nào, hoặc bạn bè ứng xử với người còn sống thế nào. Đấy, chứ không phải nó chỉ việc với người chết đâu thưa đại chúng. Đấy, cái tang lễ nó lại thể hiện cả cái ứng xử quan hệ của những người sống với nhau như thế nào. Đấy, ví dụ chúng ta thấy các vị quan chức, lãnh đạo quốc gia mà mất ấy, thì phải tổ chức nghi thế lễ quốc tang. Đó, thì đấy là người sống đối với người mất, nhưng mà cũng lại là đối với cái gia đình dòng họ của cái người mất đấy nữa, trân trọng họ. Đấy là coi như gọi là cái trong cái tang lễ này nó liên quan không chỉ đến người chết mà kể cả với những người sống với nhau. Đó, thế cho nên thì chúng ta hiểu được cái bản chất của cái việc, cái nghi thức tang lễ mà nó phụ thuộc vào rất nhiều cái vấn đề. Thế thì cái việc để tang á, cũng có nơi gọi là chịu tang. Cái chữ chịu tang thường nó dành cho những cái người ở cái bậc dưới, mà tang để tang bậc trên người ta gọi là chịu tang. Thế còn bậc trên mà chịu gọi là để tang bậc dưới, người ta gọi là chữ để tang. Vì cha mẹ để tang con,
Thế còn con chịu tang cha mẹ. À, đấy, thường là như thế. Cái chữ chịu và chữ đẻ nó cũng là đeo khăn tang cả thôi, nhưng người ta dùng hai cái chữ đẻ và chữ chịu. Chữ chịu là thường dành cho cái bậc dưới mà đẻ tang bậc trên. Đó. Vậy thì cái sách Thọ Mai Gia Lễ họ hướng dẫn khá là chi tiết về các cái nghi thức tang lễ. Tất nhiên trong đó có những cái khá rườm rà, bây giờ cũng nhiều nơi người ta bỏ đi rồi, wow. Bỏ đi rồi. Và cái việc đeo khăn tang thế nào. Đó. Thế và thầy thì thấy ở miền Bắc mình ấy, thì hầu hết ấy, là cha mẹ thì không có để tang con, cháu. Mặc dù sách Thọ Mai Gia Lễ là đều cho phép để được hết. Cha mẹ, ông bà có thể để tang con cháu được hết, đeo khăn tang. Tất nhiên là không lễ bái, không cha mẹ không lễ con, không bái con, không lễ. Nhưng mà để tang thì sách Thọ Mai Gia Lễ là cho phép. Thế nhưng mà dân ta thì theo cái truyền thống mà, cho nên là cha mẹ hầu hết là không có để tang con, không đeo khăn tang khi con mình nó mất, cháu mình nó mất. Chỉ có con cháu để tang ông bà cha mẹ thôi. Cái đó thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được. À, có thể chấp nhận được, cái đó không thành vấn đề. Thế còn cái việc mà quan niệm, cái quan niệm như trong câu hỏi này bạn ấy nói là con cái chết trước cha mẹ ông bà là bất hiếu, là cướp công, là trốn nợ đời, thì chúng ta cũng nên bỏ cái quan niệm này đi, đại chúng ạ. Nên bỏ đi. Thực ra những cái người chết đấy họ có ý định là cướp công cha mẹ đâu, họ có ý định trốn nợ đâu, và họ cũng không phải có cái tâm hạnh, cái tâm ý bất hiếu với cha mẹ. Có khi họ vẫn muốn sống để họ báo hiếu cha mẹ, nhưng vì bệnh tình, vì tai nạn mà họ phải chết, chứ họ đâu có cái tâm bất hiếu đâu. Đặc biệt chúng ta thấy trong chiến tranh, đất nước Việt Nam chúng ta qua bao nhiêu năm chiến tranh, các thanh niên rời quê xa cha mẹ ra chiến trường chiến đấu và hy sinh vì nghĩa cả, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hy sinh, cha mẹ vẫn còn. Thế thì làm sao có thể nói các anh liệt sĩ đấy, các anh hùng liệt sĩ đấy là người bất hiếu được, là cái người trốn nợ đời được. Có đúng không? Đúng không đại chúng? Chúng ta không thể quy kết thế được. Chính các anh ấy là cái người mà trả cái hiếu cha mẹ, mà trả hiếu lớn hơn, là lấy cái hiếu lớn, hiếu với dân tộc, hiếu với đất nước, phải không? Để mà đền đáp cha mẹ. Và nghĩa lớn đấy, đâu có phải trốn nợ đời. Thế cho nên chúng ta cứ nói rằng con cái chết trước cha mẹ là bất hiếu, là trốn nợ đời, cái đó không đúng. Và chúng ta nên bỏ. Thầy đề nghị là tất cả Phật tử chúng ta bỏ quan niệm ấy đi. Mà mỗi người sinh ra đời là có cái thọ mạng riêng, có cái nghiệp báo riêng, và chuyện sinh tử của người ta cũng là riêng. Không phải con cái là cứ phải chết sau cha mẹ, phải không? Có những cụ sống đến trăm linh mấy tuổi á, phải không? Rồi như con rồi cháu cũng chết gần hết rồi, các cụ vẫn chưa chết. Thế thì làm sao mà có thể nói là người ta là bất hiếu được? Đấy là nghiệp duyên thôi. Theo đạo Phật chúng ta thì thấy rất rõ chuyện sinh tử là việc nghiệp duyên riêng của mỗi người. Mỗi người có cái thọ mạng riêng, cho nên không thể nói người ta chết trước cha mẹ là người ta bất hiếu, là người ta trốn nợ, là người ta cướp công cha mẹ. Không phải nhé, mà do nghiệp của người ta phải ra đi. Hết thọ mạng làm người thì người ta ra đi. Đó, người ta gọi là còn hết trả hết cái nợ trần gian họ đi. Thế cho nên chúng ta, thầy đề nghị người bỏ cái quan niệm này đi. Quan niệm này không đúng. Thế còn cái việc mà cha mẹ đưa tang con cháu thì về mặt tâm linh nó có vấn đề gì không? Thì thưa đại chúng, xin thưa đại chúng là không có vấn đề gì cả. Cha mẹ đưa tang con cháu là rất bình thường, phải không? Cũng giống như chúng ta là bạn bè, chúng ta đến đi đưa tang người bạn mình mất, mình chẳng họ hàng gì, là bạn thôi, phải không? Cái tình nghĩa đến tiễn đưa nhau, tiễn biệt nhau lần cuối là việc nghĩa cử tốt đẹp nên làm. Trừ khi mình không có thời gian hoặc là mình làm sao bệnh tật thôi, phải không? Đó, chứ trong cái việc mà tiễn đưa nhau ra cái nơi an nghỉ cuối cùng là cái việc đẹp, rất là nên làm, không có vấn đề gì. Về mặt tâm linh không có chướng ngại gì cả. Ở đây thì thầy chỉ có đề nghị một vài trường hợp thì chúng ta không nên. Ví dụ cha mẹ già yếu quá rồi, bệnh tật nặng quá thì không đưa con. Vì nhiều khi là tiễn con ra đến mộ thì cha mẹ có khi là xót con, thương con quá ngất, có khi chết luôn ở đấy.
Có những trường hợp bà mẹ bà vừa bệnh tim, thế rồi con chết rồi tiễn đưa con, thế là cuối cùng là cũng chết luôn, đến mộ bà ngất bà chết luôn. Đấy, những trường hợp thì chúng ta phải nên tránh, nghe không? Cha mẹ bệnh tật già yếu thì thôi, không nên đưa nhé. Chứ còn về mặt tâm linh thì không có vấn đề gì cả. Đấy, thì thầy xin trả lời để cho bạn Hằng này hiểu được, bạn Thanh Hằng á hiểu được vấn đề này, là cái việc cha mẹ đưa tang con cái hoàn toàn là cái việc rất bình thường, không có ảnh hưởng gì về mặt tâm linh nhé. Chúng ta chỉ tránh những trường hợp nếu cha mẹ bệnh tật yếu đau và ta biết rằng cái tâm lý nó không có lợi cho cha mẹ. Nếu cha mẹ mà tiễn con khi hạ huyệt con, có thể những cái xúc cảm lúc ấy nó rất là mạnh, khiến cho những người mà bệnh tim này, những người mà đã huyết áp cao á, hoặc có thể họ bị đột quỵ, thì chúng ta cũng nên tránh thôi. Chứ còn không phải do yếu tố tâm linh, do đi đưa tang con mà bị cái điều này xấu, điều kia xấu là hoàn toàn không đúng, cái đó là mê tín. Thì kính thưa đại chúng, cái nghi thức tang lễ của người Việt chúng ta nó được đúc kết từ cái truyền thống xa xưa, qua bao nhiêu thế hệ đến nay nó vẫn có những cái giá trị của nó. Và tùy vào văn hóa của địa phương, vùng miền mà có những cái thay đổi nhất định, phải không? Thế thì chúng ta nên, chúng ta nhất là chúng ta là Phật tử, thì chúng ta nên tiếp thu và có chọn lọc những cái gì mà tốt đẹp hay lợi ích của người xưa thì chúng ta giữ gìn và phát huy. Còn những cái gì là cổ hủ, là lạc hậu, là mê tín, là bất lợi, là không đẹp thì chúng ta sẵn sàng chúng ta từ bỏ nhé, chúng ta bài trừ. Đó mới là cái tinh thần của một người đệ tử Phật, học Phật Pháp, hiểu biết về vấn đề. Đó, thì thầy xin trình bày cái vấn đề này như vậy để đại chúng nắm được và đại chúng cùng hiểu để thực hành cho tốt nhé. Câu hỏi thứ hai từ YouTube của bạn Nguyễn Tuyền. Bạn ấy bạch rằng: Kính bạch Thầy, con nghe nhiều người nói là con mất trong vòng 49 ngày, cha mẹ không được ra thăm mộ con. Như vậy có đúng không ạ? Anh trai của chồng con mới mất được 10 ngày, mẹ con muốn ra mộ để thắp hương và cúng lễ thì có sao không ạ? Mong Thầy giảng giải cho gia đình con được hiểu, con xin tri ân Thầy. Đó, thì bạn Nguyễn Tuyền, bạn hỏi rằng là nhà bạn ấy có anh trai của chồng mới mất, thế mà nghe người ta nói là phải kiêng trong 49 ngày là không được ra mộ, thăm mộ, không được ra mộ để mà lễ bái ở đó. Thế mà mẹ bạn thì muốn ra, bây giờ không biết là có làm sao không. Đó, thì Thầy xin chia sẻ với bạn Nguyễn Tuyền và đại chúng thế này. Quả thật ý, quanh cái việc chết đấy, và cái câu hỏi trên cũng liên quan đến cái việc chết, nó nhiều vấn đề đặt ra lắm. Vì cái chết là cái mà người ta chẳng hiểu gì cả. Chỉ có những người đệ tử tu học Phật mình ấy, thì còn gọi là mon men biết một chút, và phải là người chứng đạt đạo quả thì mới thấy được rõ cái chết nó thế nào. Và cái người mà có được thiên nhãn mới thấy rõ, thấu rõ được. Như các bậc thánh mới thấy rõ được quá trình, tiến trình chết. Chết rồi thần thức nó thoát ra, nó như thế nào, nó đi đâu. Đấy, như trong kinh Đức Phật nói đấy, ta thấy chúng sinh ở cõi này bỏ thân mạng giống như một người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy rõ người này đến ngã tư thì rẽ trái, người này rẽ phải, người kia đi thẳng, có người thì lại quay lại. Cũng vậy, chúng sinh khi bỏ thân cõi này, có kẻ thì đi vào ba đường ác, có kẻ thì đi lên các cõi lành. Đức Phật thấy rõ như là mình nhìn ở trong lòng bàn tay này, thấy cái chỉ vân tay ấy, Ngài thấy rõ. Đấy, các bậc thánh họ thấy rõ. Còn chúng ta không biết, không hiểu. Ngay kể cả ông Khổng Tử cũng gọi là một bậc, gọi là bậc thánh bên đạo Nho đấy. Khi mà đệ tử hỏi Ngài là Ngài có biết cái chết thế nào không, thì Ngài nói là ta thì chưa chết, cho nên ta không biết chết thế nào cả. Mà chắc là đến khi ta chết thì đã chết rồi, ta cũng chả biết làm sao mà trả lời cho các người. Cho nên là thôi, thì không biết nó thì thôi, cứ để nó đấy, phải không? Đành chịu. Nên chỉ có các vị thánh của Phật giáo thì mới có thể thấu đáo được cái chuyện sinh tử, các ngài biết thôi. Đó. Cho nên vì không hiểu biết về nó, cho nên dân ta đẻ ra vô số những cái điều mê tín, kiêng kỵ xung quanh cái việc chết này.
Chẳng hạn như cái việc mà hỏa táng cũng thế, thưa đại chúng. Bao nhiêu năm dân mình rất sợ hỏa táng, cứ bảo chết rồi hỏa táng nó nóng, không dám thiêu. Đến bây giờ thì vừa rồi miền Nam mà không có thiêu thì đại chúng đất đâu mà chôn cho hết, phải không? Phải hỏa táng. Đó. Dân Ấn Độ chết như vậy họ không thiêu thì làm sao? Lấy đâu ra đất mà chôn? Hết đất. Cứ cái tình trạng mà chôn mỗi người mà một cái mộ mất khoảng 2-3 mét vuông, đại chúng cứ tính thử mà xem. Dân mình ấy, bây giờ là 90 triệu dân, nhân với khoảng độ 2 mét vuông rưỡi, 3 mét đi, thì các mộ còn phải cách nhau chứ có ở liền nhau được đâu. Thế này chúng nhân với 90 triệu nhân 3 lên, khoảng 270 triệu mét vuông, tức là bao nhiêu km vuông, đại chúng tính. Thế thì mấy chục năm nữa là sẽ chết hết thôi. Vâng. Thế thì đất đâu cứ như vậy mà chúng ta tính, dần dần thì cái mồ mả của người mất sẽ lấn chiếm hết chỗ ở của người sống. Đó, cho nên cái việc hỏa táng này, cái việc giải cho cốt đi, nó là một cái rất là văn minh. Mà cái này được thực hiện từ thời Đức Phật rồi. Đức Phật ấy, và các đệ tử Phật hầu hết là hỏa táng. Thế nên dân mình thì cứ mê tín và không cho, cứ chấp trước vào đó. Sinh ra rất nhiều cái thứ quanh cái việc chết này. Đấy, ở đây Thầy nói là ví dụ như là người ta đè ra những cái kiêng kỵ trong cái thời gian mà cư tang, tức là sau khi người mất ấy. Nào là lúc đưa tang là nếu mà không có người thân đi cạnh cũng không nên, là không tốt. À, hay là để cho nước mắt rơi vào thi hài người chết cũng không tốt. À, rồi mai táng phải chọn ngày giờ thế nào. Đó, thế rồi cha mẹ đưa con đưa tang con là cũng không tốt. Họ cứ nói thế. Ừ. Rồi mặc quần áo của người mà đã mất rồi đấy, những cái đồ dùng của người ta đấy, dùng của họ là cũng không tốt, phải đốt hết, vân vân. Thưa đại chúng, rất nhiều thứ phải kiêng kỵ. Thế rồi mấy thầy cúng, mấy thầy mo, mấy thầy phù thủy nữa, các thầy đấy là còn đặt ra nhiều thứ nữa để cho dân mình phải kiêng kỵ. Ở đây có cái chuyện cũng rất là buồn cười, đại chúng thấy. Bây giờ ông thầy phù thủy đến nhà người ta phán nhà người ta chết trùng, ra mộ là yểm bùa mộ để cho vong không về được, không về nhà được. À, bảo vì vong mà về được là về lại bắt con bắt cháu. Thế nhưng mà rồi ông về nhà người ta, ông cũng sập sàng, ông làm lễ âm mỹ hết lên thì không biết là ông cúng với là cúng cho vong nào. Vong thì bị nhốt ở ngoài mộ, ông bảo ông nhốt vong ngoài mộ thì không cho về. Nhưng mà về nhà người ta thì ông lại cúng thì không biết là vong nào ăn đấy. Đại chúng thấy nó vô lý không? Thế nhưng mà chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng vẫn cứ tin và nghe đó. Thế bảo ô thế ông rốt vong ở ngoài mộ rồi, thế ông về nhà ông cúng là ông cúng cho ai? Đấy, đại chúng có thấy vô lý không? Rất vô lý. Thế mà dân mình cũng vẫn cứ nghe, vẫn tin. Không học Phật Pháp thì mình là mình cứ thế mù mờ tin hết đấy. Đó. Đấy nhá. Thế cho nên ở đây nhé, để theo giáo lý mà Đức Phật dạy chúng ta, một người sau khi mất, thì cái thần hồn ấy, cái thần thức đó, thứ nhất ý, nếu nhiều phước duyên thì có thể vãng sinh về các cảnh giới lành của các chư Phật. Thứ hai là ác nghiệp nặng ấy, đọa ngay xuống địa ngục. Còn lại hầu hết ý, thì thường là đợi chờ để tái sinh chuyển kiếp trong 49 ngày như trong Kinh Địa Tạng nói. À, thần thức ở cái dạng thân trung ấm, thì thân trung ấm cũng có thể coi như một cái dạng ngã quỷ, và mình gọi là vong ma, vong linh, vong hồn, linh hồn cho đó. Đấy, thường trong cái tình cái dạng như vậy. Và trong 49 ngày này ấy, thì cái vong linh ấy vẫn có thể đi lại được. Vong linh thường là quanh quẩn ở nhà, ở những chỗ mà vong linh thường lúc sống thường thích đến, hoặc là đi ra cái chỗ mà vong linh chết, ví dụ chết đuối ở chỗ nào, bị tai nạn ở chỗ nào thì hay đi ra đấy để xem lại cái chỗ mình chết, hoặc là ra mộ, chui vào mộ để xem cái xác thân của mình nó phân hủy, nó thối rữa thế nào. Đấy, trong 49 ngày này vong linh hay như vậy lắm, để chúng ta hiểu. Thế và chính trong 49 ngày này thì vong linh cũng thế, nếu mà nghiệp mà nặng á, là thường á, xuất hiện những cái cảnh giới xét xử như Kinh Địa Tạng nói đó, mà vong linh phải đi qua các cái tòa xét xử. Đấy, cho nên vong linh rất mong muốn người còn sống vì vong linh làm phúc trong 49 ngày này, tụng kinh, cúng dường, trai tăng, bố thí, phóng sinh làm phúc cho vong linh. Đó, để vong linh được tốt nhé. Thế vì vậy thì liên hệ với câu hỏi của bạn này ấy, thì liệu trong 49 ngày này thân nhân không kể là ai
mà đi ra mộ thì có vấn đề gì không? Dân gian họ cứ nói họ kiêng, những ngày này là kiêng không ra mộ, không cuốc sới gì, không đắp mộ gì cả. Nhưng mà thực sự cái vấn đề đấy là hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cả. Đại chúng thấy nó không có ảnh hưởng gì cả nhé. Đó, thế cho nên những cái ngày trong 49 ngày này, việc ra mộ, thăm mộ hay là đắp nấm thêm cho mộ, ví dụ nó bị sụt lún thì ta đắp thêm vào, không có sao, hoàn toàn là bình thường. Vấn đề là chúng ta nếu mà là người Phật tử hiểu biết Phật Pháp ấy, thì khi ra mộ, nếu vong linh, chúng ta thỉnh vong linh mà vong linh tới, chúng ta biết, chúng ta khai thị cho vong linh để biết là vong linh đã bỏ thân xác rồi, hãy buông bỏ, không chấp trước nữa, nghe Pháp để mà giác ngộ, để mà sám hối, mà chuyển kiếp lên những cái cảnh giới cao hơn thì nó tốt. Đó, thế cho nên về vấn đề mà ra mộ trong 49 ngày là hoàn toàn bình thường, không có ảnh hưởng gì, không có vấn đề gì. Chúng ta cũng trừ bỏ cái quan niệm mê tín sai lầm rằng là trong 49 ngày không được ra thăm mộ. Cái điều đó là hoàn toàn sai với Phật Pháp, không đúng chân lý, không đúng sự thật nhé. Kính thưa toàn thể đại chúng, có bạn gửi câu hỏi về thế này. Kính thưa Thầy, con xin dốc hết tâm sự với Thầy qua lá thư này. Con bị ung thư gan. Khi phát hiện ra thì khối u đã phát triển đến giai đoạn cuối. Bác sĩ chẩn đoán chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là con có thể sẽ ra đi. Vị trí khối u rất khó mổ và tỷ lệ thành công chỉ có 5%, nên kết cục của con chắc cùng lắm chỉ đến cuối năm thôi ạ. Thầy ơi, khi nhận được tin này, con chết lặng. Mặc dù năm nay con đã gần 60, nhưng hai đứa con của con, một đứa vừa tốt nghiệp cấp 3, một đứa đang học đại học, các cháu còn nhỏ quá mà con đã sắp phải ra đi. Hiện tại, con vẫn đang là kinh tế chính trong gia đình. Vợ con chỉ buôn bán nhỏ ở chợ. Mọi thứ còn bộn bề quá, Thầy ạ. Bệnh tình hiện tại của con vẫn chưa dám nói thật cho vợ con. Thời gian tới chắc con phải nói thôi, Thầy ạ. Cuộc đời con đã làm nhiều điều có lỗi với nhiều người, với cha mẹ, với người thân, với vợ con và bạn bè. Bây giờ con mới thấy tiếc nuối cuộc sống này, còn quá nhiều điều chưa làm và còn cần nhiều câu nói phải xin lỗi. Trước đây, con đã quá lãng phí thời gian, đến bây giờ mới lo lắng nhìn lại những thứ xung quanh. Thầy ơi, con xin Thầy cho con lời khuyên, trong thời gian ít ỏi còn lại, con nên làm gì để cuộc đời con trở nên có ý nghĩa hơn ạ? Và con cũng xin Thầy từ bi bố thí cho chúng con những lời dạy của Đức Phật về ý nghĩa cuộc sống, để sau này nếu có ai lâm vào hoàn cảnh như con mà nghe được bài giảng của Thầy cũng được giác ngộ, được tăng thêm phước báu, làm hành trang cho cuộc sống mai sau ạ. Con xin cảm ơn Thầy. Đây là của một chú này, chú gửi về. Chú không có ghi tên. Đại chúng nghe thấy cái bức thư rất là cảm động, rất cảm động. Thầy đọc Thầy cũng thấy rất xúc động. Cho nên là tình trạng chú bây giờ là phát hiện ra khối u ung thư gan giai đoạn cuối. Những cái tình trạng bây giờ nhiều khi là chúng ta đi khám bệnh cái là đã ung thư giai đoạn cuối rồi. Lúc nó chớm chớm không biết, không phát hiện, thế mới lạ. Thế thì bây giờ hoàn cảnh chú thì là trụ cột chính về kinh tế trong gia đình. Đó. Còn hai đứa con thì cũng gọi là lớn nhưng mà cũng vẫn còn chưa làm được cái gì cả. Một đứa học đại học, một đứa học cấp 3. Bây giờ chú tự kiểm lại. Thế mà như bác sĩ người ta tiên liệu thì chỉ từ giờ đến cuối năm nay thôi. Bây giờ là tháng 6, tháng 7 rồi. 3-4 tháng nữa. Cái ung thư gan thì nó tiến triển cũng rất nhanh. Thực sự đại chúng thấy là lo lắm, phải không? Thứ nhất là chú thấy là chú rất là hối hận vì cái giai đoạn trước cái sống làm cũng nhiều điều tội lỗi.
với cha mẹ, với người thân, với vợ con, bạn bè. Bây giờ chú mới thấy tiếc cuộc sống quá, không biết làm gì để nó lấy lại được, không kịp nữa. Đấy. Bây giờ con thấy tiếc cuộc sống này, nuối tiếc cuộc sống này. Còn quá nhiều điều chưa làm và còn nhiều câu phải xin lỗi. Đấy, đại chúng thấy bây giờ chú viết ra những câu nó rất là thật. Nào. Con thấy lãng phí thời gian quá. Giờ chú mới xin Thầy khuyên xem như thế nào. Thì trước hết, ấy, Thầy cũng xin chia sẻ cái với chú rất là thông cảm với hoàn cảnh của chú. Ai vào trong cái tình cảnh này thì cũng như chú thôi, và xót xa lắm. Nên bây giờ nó gấp quá rồi. Bản án tử hình nó thông báo đến mình rồi, gần lắm rồi, ai cũng vậy. Đấy. Rất là chia sẻ, rất thông cảm với chú. Đấy, cái của người đời chung là như vậy, đại chúng ạ. Tất cả người đời, người thế gian hầu hết là như vậy. Đó. Cứ mải sống, quên lơ đi cái chuyện cái chết nó sẽ đến với mình. Không những ở đây Thầy nói là do mải sống, ham sống quá mà quên đi, mà là cố tình quên nó đi. Nhiều khi sợ, không dám nhắc đến nó. Đấy là cái bệnh của người đời. Và đến khi mà nó đến thì như thế này đấy. Nói cái lẽ vô thường cuộc đời mà. Cho nên chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết Đức Phật dạy vô thường là sự thật, vạn pháp đều vô thường. Tất cả pháp hữu vi đều vô thường, chuyển biến hoại diệt. Sinh rồi phải diệt, có cái gì còn mãi đâu. To lớn như trái núi này rồi cũng có ngày tan hoại, cái trái đất này cũng sẽ có ngày tan hoại, huống hồ cái thân con người chúng ta. Đó, cho nên cái đầu tiên chúng ta phải hiểu được cái đạo lý vô thường này, không ai tránh khỏi. Và chúng ta biết là vô thường là không hẹn mà. Vô thường bất hẹn, không hẹn. Không có hẹn chúng ta ngày nào, giờ nào. Đó, nó đến có thể rất bất kỳ. Đấy, như chú này nó cũng chẳng hẹn, đùng cái nó đến đấy. Bất kỳ. Cho nên chúng ta là cái người có trí thì phải phòng. Biết rằng có một cái anh giặc, có một cái thằng kẻ cướp nó rình chúng ta, không biết nó đánh chúng ta lúc nào thì chúng ta phải phòng bị chứ. Có phải không? Nếu chúng ta biết rõ thằng cướp ấy nó ở đâu, làm gì thì ta còn có thể chưa cần phòng bị. Lúc nào đi gần đến nó phòng bị được, còn đây không hề biết nó ở đâu. Cái thằng cướp vô thường, giặc cướp vô thường này không biết nó ở đâu, không biết nó lúc nào nó đến với mình. Thì mình phải phòng bị, phải chuẩn bị trước. Đấy, cho nên Thầy nói là người thế gian là quên mất cái vô thường, không những quên mà còn cố tình quên nó đi, lơ nó đi, nghĩ đến nó sợ cho nên lơ nó đi để sống cho nó vui, nghĩ thế. Bây giờ nói đến cái chết là thủy thui cái miệng luôn đi, nhưng mà đâu có được, cái chết nó vẫn đến. Có thủy thui cái miệng thì cái chết nó vẫn đến. Nó có bảo là thủy thui miệng là nó không đến đâu. Đó. Cho nên chính vì một là quên cái chết, hai là cố tình quên cái chết, nhắm mắt, bịt mắt mình để quên nó, cho nên chúng ta tạo rất nhiều tội lỗi. Nếu cái người nào biết tư duy, quán chiếu về cái chết sẽ đến, người đó khó trở thành người ác được lắm, thưa đại chúng. Tự nhiên người ta biết sống thiện, tự nhiên người ta biết trân quý cái thời gian khi mình còn sống trên đời này. Thế là sự thật. Thế thì Đạo Phật gọi những cái người mà quên cái chết này gọi là người chấp gì? Chấp thường. Nghĩ là không chết, chưa chết. Vì cái bệnh chấp thường này, cho nên sinh ra rất nhiều những cái tư tưởng sai lầm, mới sống buông lung, mới sống phóng túng như thế, mới tạo nhiều tội lỗi. Để rồi đến khi thần chết đến chúng ta hối không kịp, ân hận. Như trường hợp chú này là chú ân hận. Đâu có nghĩ tự nhiên là giấy báo tử nó đến đâu. À, ấy là giấy báo tử nó gửi đến, à, nó báo. Thần chết nó gửi giấy báo tử, thiệp mời xuống Diêm Vương, nó gửi thôi. Còn mấy tháng nữa là đi thôi. Sợ lắm, thưa đại chúng. Cho nên
cái bậc có trí là phải biết nghĩ đến cái ngày cuối cùng của cuộc đời này, phải biết chuẩn bị cho nó. Cho nên ấy, nói tăng ni Phật tử chúng ta học Phật, tu Phật chính là cái người đang chuẩn bị cho cái hành trang, cái ngày cuối cùng của cuộc đời của chúng ta đấy. Nó hay lắm. Cho nên bất kỳ ai ở đây, Thầy đã nói này, bước chân vào Phật Pháp, có lòng tin với Tam Bảo, với Phật Pháp, và học Phật Pháp, thực hành Phật Pháp đều được lợi ích. Thầy chưa nói cái chuyện lợi ích là tiền là của gì, nhưng mà về tâm người đó an lành hơn cái người không biết Phật Pháp rất nhiều. Cái người ấy có đến lúc nhắm mắt ra đi, người ta vẫn an lành, người ta có một chỗ nương tựa. Đó, cái đấy là cái sự thật. Ít nhiều người ta vào Phật Pháp, người ta cũng đang chuẩn bị cho cái ngày ra đi cuối đời người ta rồi, ngày cuối cùng cuộc đời người ta. Đó. Có niềm tin, có chỗ dựa. Cho nên chúng ta không thể phủ nhận, nói phủ nhận tôn giáo là không có. Tôn giáo nó có từ ngàn xưa rồi, xa xưa. Đó. Đó. Mà nói tôn giáo là thuốc phiện, cái đấy nó cũng không đúng. Tất nhiên thuốc phiện ấy, làm sao nó cũng giảm đau, nó cũng lợi ích. Đó. Nhưng tôn giáo không phải, tôn giáo ở đây Thầy nói tôn giáo chân chính như Phật giáo, nó không phải chỉ là thuốc phiện giảm đau kiểu ấy, mà nó là sự thật. Phật giáo là chân thật, lợi ích thiết thực cho con người, thiết thực cho thân và tâm, cho cuộc đời của con người ra. Cơ mà ở đây Thầy không nói đến các tôn giáo khác, vì triết lý, triết thuyết các tôn giáo khác cũng rất là nhiều vấn đề, có nhiều cái cũng không đúng. Cho nên Phật giáo thực ra nói là tôn giáo cũng không đúng nữa. Người ta cứ xếp Phật giáo vào tôn giáo, chứ đúng thực ra Phật giáo không phải là tôn giáo, thưa đại chúng. Thầy nói với đại chúng, Phật giáo không phải là tôn giáo. Nó là một phương pháp sống để đạt được an lạc hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Thế thì đâu phải là tôn giáo gì đâu. Đức Phật Ngài cũng không nhận Ngài là giáo chủ đâu. Ngài không phải là đấng sáng thế cơ mà, Ngài có nói thế. Đó. Cho nên thực ra Phật giáo không phải là tôn giáo đâu, mình cứ gọi thế thôi. Thế gian gọi thế thì mình cũng gọi thế, thực ra không phải bản chất đúng là tôn giáo đâu. Là một triết lý sống, một phương pháp sống, sống khéo sống, sống thiện để không bị đau khổ, được an lạc đời này, đời sau. Đó, đấy là Phật Pháp đấy. Thế cho nên Phật Pháp rất quý, quý báu vô cùng, đại chúng thấy. Phật Pháp là đối diện với sự thật, thấy được ra sự thật. Phật Pháp không bi quan, không yếm thế, nghe không? Đó. Người đời vì không thấy sự thật, không dám đối diện sự thật, cho nên nó mới dẫn đến tình trạng như chú này. Khi cái thật nó đến thì bàng hoàng, thảng thốt, sợ hãi, lo lắng đủ thứ. Thế còn bây giờ chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết chúng ta chuẩn bị sẵn từ bây giờ rồi. Giống như tăng ni chùa mình, ai cũng sẵn sàng để chuẩn bị cái chết rồi, đón cái chết rồi. Phải không? Vui không? Giống như là ngày Tết ấy, chúng ta chuẩn bị Tết ấy, trước cả nửa tháng rồi. Hoa tươi, quả tốt bày ra rồi, đúng mùng 1 đón mọi người đến, ai cũng vui. Đúng không? Sẵn sàng hết rồi. Bây giờ chúng ta, tất cả chúng ta đang chuẩn bị để đón ông thần chết đến đây, tu hành ấy, như chúng ta đấy. Cho nên gọi tu hành chính là gì? Giải quyết cái vấn đề sinh tử. Là chúng ta hàng ngày chúng ta đang chuẩn bị cái để đón ông thần chết đến, thế này. Chuẩn bị sẵn sàng rồi thì ông đến là mở cửa vui vẻ. Mời ông vào đấy, tôi sẵn sàng hết rồi. Có quà bánh mời ông luôn, nghe không? Còn người thế gian họ không chuẩn bị cái đấy, họ sợ lắm. Nghe đến nói chết là sợ lắm, không lo gì cả, không hề nghĩ đến, không hề lo lắng cho nó. Cho nên khi thần chết đến là sợ hãi, đương nhiên không thể tránh khỏi. Lo lắng, sợ hãi đủ thứ trên đời, rối bời tâm trí. Và đấy là cái gì? Đấy là cái hiện tướng của đọa lạc đấy. Khổ lắm thưa đại chúng. Đức Phật mới nói là trăm ngàn vạn người, chúng sinh bỏ thân người này hầu hết là đọa. Cái số được tái sinh trở lại làm người vô cùng ít ỏi, chúng ta biết rồi đấy. Đấy là lẽ thật thôi. Vậy thì bây giờ, với cái hoàn cảnh, cái tình cảnh như của chú này, thì làm sao bây giờ? Thầy nói như thế, tất nhiên Thầy rất thông cảm với chú. Vì chú là người chưa được biết Phật Pháp, thì chú cũng như bao nhiêu người ở thế gian thôi.
Vậy bây giờ thì Thầy nói chú thế này. Đối với Phật Pháp thì Phật nói là không có lúc nào mà gọi là muộn đâu. Bây giờ biết đến, kể cả còn 3 tháng nữa chú biết đến Phật Pháp vẫn là tốt, vẫn lợi ích. Nhá. Bây giờ tranh thủ 3 tháng này thì chú phát tâm, chú tu đi. Thì cái điều đầu tiên là chú phát nguyện quy y Tam Bảo. Nghe không? Phát nguyện quy y Tam Bảo, thọ trì giới cấm của Phật. Nhá. Đấy là cái điều đầu tiên đi. Cái mà lợi ích nhất cho chú bây giờ. Còn mỗi cái phao Tam Bảo để cho chú bám vào đấy, cho nên chú phát nguyện cho Thầy. Chú có thể quy y trực tuyến qua mạng truyền hình này được này. Ở chùa Ba Vàng mùng 8 hàng tháng đều có lễ truyền quy y, truyền giới. Thì chú có thể phát nguyện quy y Tam Bảo qua mạng trực tuyến nhé. Cái điều đầu tiên. Rồi thọ trì giới cấm của Phật. Thứ nữa là sao? Chú cũng nên nói thật với gia đình. Nhà, nói thật hết đi. Bây giờ không thể giấu được vì cái gì rồi nó cũng phải đến. Nói thật đi cho nó nhẹ lòng và để cho vợ con nó biết đường nó lo. Đấy, nói thật ra cho nó nhẹ lòng. Đấy là cái cần thiết làm bây giờ. Đừng giữ gì cả. Bệnh nó trổ ra đến nơi rồi. Thứ nữa, viết di chúc đi. Nghe không? Chưa viết di chúc thì phải viết đi. Viết sớm, viết ngay. Còn viết được, viết luôn. Cái gì, tài sản gì ở đâu, phân chia thế nào, viết hết đi. Rồi sắp xếp công việc cho gia đình, cho vợ con, các thứ. Tức là cái việc gì bây giờ còn làm được nhá, thì cố gắng làm đi cho xong đi. Nghe không? Nhưng đừng làm những cái việc gì nó quá sức mình, bây giờ không có đủ sức nữa. Những cái việc đây như Thầy nói là đấy, viết di chúc này, thế rồi công việc còn cái gì thì giao lại cho các con, cho gia đình, cho vợ, cho con lo. Đó. Rồi, phải tiếp nữa là buông bỏ công việc đấy. Xong rồi là phải buông để mà dành thời gian để chuẩn bị cho mình cái việc ra đi của mình. Đấy. Còn 3 tháng, 4 tháng nữa phải rất khẩn trương. Sắp xếp công việc cho vợ, cho con xong rồi là buông. Bây giờ lo cho mình, lo cho mình là chú phát nguyện quy Tam Bảo này, thọ trì giới cấm của Phật. Nha. Bắt đầu từ hôm nay giữ giới. À, giữ giới. Đó, thế rồi. Nghe Pháp, sám hối, tụng kinh, lễ Phật. Còn giỏi nữa thì chú học tọa thiền nữa. À. Còn hay hơn nữa thì chú thực hiện, nếu vẫn còn sức khỏe đi, bố thí cúng dường, làm phước. Và chú phát nguyện Bồ Đề nữa thì hay lắm. Phát tâm Bồ Đề, phát cái tâm rộng lớn. Thầy biết có nhiều người khi người ta vào cái giai đoạn cuối cùng này này, người ta rất là dũng mãnh. Dũng mãnh lắm. Phát cái tâm lúc này có khi nó rất chân thật. Thì chính cái tâm chân thật thì nhiều khi nó lại chuyển luôn được cả cái nghiệp chết của mình đấy. Đấy, thế cho nên Thầy bày cho chú cái cách này này nhé. Chú nếu phát được cái nguyện Bồ Đề bây giờ, biết đâu mà chú nguyện được nguyện lực chân thật, có khi nó chuyển cái nghiệp của chú khi nó hết bệnh. Đó. Rất nhiều cái mầu nhiệm, nhưng mà cái nguyện của chú nó phải đủ lớn, đủ mạnh cơ. Nguyện Bồ Đề là một cái có thể kéo dài thọ mạng, nhưng mà phải là chân thật nguyện thì mới có thể chuyển hóa được cái ác nghiệp của chú. Đấy, nhé. Thế rồi chú khuyến tấn mọi người, cả gia đình, bạn bè, hàng xóm đều phát tâm quy Tam Bảo, tu học Phật Pháp đi. Cái lúc này là lúc quan trọng nhất. Những việc chú có thể làm được, để khuyên chú, đấy là những ngày tháng còn lại sống có ý nghĩa đấy. Hàng ngày chú nghe Pháp của các Thầy, hiểu được Pháp, sống nó bắt đầu có ý nghĩa, mà biết làm việc thiện, biết sám hối. Chú ăn năn thì chú phải sám hối, ăn năn những cái tội lỗi thì chú phải sám hối, nghe không? Đó. Thì thôi còn mấy tháng nhé. Nhưng mà Thầy cũng rất là mong nếu mà chú phát được cái nguyện Bồ Đề chân thật ấy, thì có thể có khi chuyển được cái nghiệp ác của chú. Chuyển cái nghiệp ác có khi thọ mạng này kéo dài được. Đó. Đó. Có những người đã xảy ra cái chuyện rất là mầu nhiệm như vậy rồi. Đấy, cho nên là chú cứ tin tưởng chú làm đi. Nghe không? Đấy. Đấy. Biết được như thế này vẫn là quý. Chứ còn mà thần chết nó đến ngay không kịp trở tay gì thì mới sợ. Còn biết được vài tháng này vẫn còn sắp xếp được. Nghe không? Vẫn còn thu xếp được cái gì đó. Để chuẩn bị cho mình thôi, bây giờ dành hết thời gian cho mình đi. Buông hết việc, giao cho vợ, cho con hết.
để mà lo cho mình nhé. Đấy là cái điều mà Thầy khuyên chú bây giờ, và cái thiết thực nhất với chú bây giờ, cái có ý nghĩa nhất với chú bây giờ trong đời này, cái phần những ngày còn lại và cho đến kiếp sau của chú đấy, nó được lợi ích đấy nhé.